này chúng ta phải gửi cái thông điệp đến toàn Việt Nam, tất cả các bạn và trên toàn thể thế giới là chúng ta cố gắng tiết kiệm tất cả mọi thứ chứ không chỉ nguyên điện để giúp cho trái đất xanh hòa bình của chúng ta. Năm lần thứ hai Hào Kiêu tham gia thì Hào Kiêu rất là sẵn sàng và thấy rằng là mọi người rất là vui vẻ và rất là năng động trong việc gọi là đưa ra cái thông điệp của giờ trái đất. Mình chúng ta sẽ thắp đèn không chỉ một giờ mà chúng ta hãy tắt đèn tất cả những thiết bị không cần thiết để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ hành tinh của chúng ta.